Sáng ngày 2 tháng 8, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri quận thông báo kết quả kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026. Sự tiếp xúc có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ứng cử tại quận. Đồng chí Phạm Quốc Ca, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố cùng dự có đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể đơn vị các phường thuộc quận. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại quận, đồng chí Phạm Văn Khanh, ủy viên thành ủy, bí thư quận ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân quận thông báo với cử tri quận kết quả kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian 1,5 ngày làm việc, Hội đồng nhân dân thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, thông qua 21 nghị quyết quan trọng có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế xã hội thành phố, bảo đảm an sinh xã hội nhất trí cao với kết quả kỳ họp, cử tri quận phấn khởi trước những kết quả nổi bật thành phố đạt được trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, cử tri mong muốn các sở ngành tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị còn tồn tại, sớm thực hiện các nghị quyết mà hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành.